Ok, xin chào tất cả mọi người nha Thì uh, có lẽ uh, theo mình đoán không lầm uh, Thì uh, cái sự kiện 25 tháng 11 này Chắc một số bạn biết rồi đúng không? Đúng không? Uh, nhưng mà mình nghĩ rằng một số bạn chắc cũng chưa biết Đúng không? Đúng không? Có đúng không nè? Đúng không? Đúng không? Đúng 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 đúng, đúng. Thì uh, hôm nay mình sẽ làm cái clip này uh, giới thiệu cho mọi người biết Về cái sự kiện uh, sơ sơ quá Về cái sự kiện 25 tháng 11 của Liên Quân Mobile nha Ôi trời ơi thơm Sự kiện lần này thì uh, chúng ta sẽ có Đấy mọi người thấy trên màn hình không? tướng miễn phí nè trang phục miễn phí này tướng và trang phục miễn phí toàn server đấy mình chỉ cần cái đấy thôi là thấy thơm rồi đó còn uh, có rất là nhiều những cái món quà hấp dẫn khác ui trời ơi nguyên một chiếc siêu xe gì mà to cho bá lửa đây này cái gì đây đẹp dữ 20 năm ừ, có đã cờ Việt Nam này mọi người ơi. thì uh, sau khi mình nhìn sơ qua thì uh, có iPhone iPhone là xmart à, à có chiếc siêu xe À, rồi có tài khoản phút tướng, phút Ngọc, wow, có TV LG, à, TV gì đây không biết nữa, TV năm chục, à, không biết bao nhiêu inch nữa, ok ok, có một chiếc xe đạp, uh, xe đạp điện, rồi uh, tài khoản phút Ngọc, ái chà chà, cái này hơi bị căng nha, tài khoản phút Ngọc luôn á, wow, rồi uh, có một bộ cặp uh, áo cộng mũ bảo hiểm, ừ, còn các cả cái thẻ lời chúc nữa, ok. Uh, thì mình uh, sẽ điểm sơ qua từng cái uh, sự kiện một nha. Đó. Đầu tiên là mình chia sẻ ngay nhận quà liền tay. Wow, cái này là chia sẻ hả uh, giải combo 4 tướng cộng trang phục tùy chọn, combo Whip thỏ siêu quậy và một đá quý. Uh, cái đây là cái uh, sự kiện uh, chia sẻ ngay nhận quà liền tay nha mọi người. Các bạn có thể nhấn vào đây chia sẻ này. Đó, uh, giải thứ hai là trang phục Whip uh, thỏ siêu quậy. 10 giải uh, là một tướng uh, hoặc trang phục tùy chọn. Wow, được đấy nhỉ. Nhưng mà không thơm Đây. <laughs> quà tặng lần này mình thấy là 1 2 3 4 5 6 7 8 cái quà tặng. Giờ bây giờ mình uh, xem cái gì trước nhỉ? Ờ uh, có lẽ mình sẽ thử cái tướng uh, và skin miễn phí toàn server xem có gì hot không này Nhấp đây xem nào. Ừm, uhm, nhận ngay tướng miễn phí khi vào chơi ngày 25 tháng 11 cùng chung vui sinh quà. Ấy <laughs> tình cái gì sinh nhật liên quân mua bay khổ quá đọc mà cũng phải để... sinh quả là thế nào nhỉ sinh nhật liên quân khổ quá ngoài ra à cái này là nhận uh, miễn phí uh, tướng khi mà vào chơi ngày 25 tháng 1 10, 11, 11 nhé mọi người nhớ đăng nhập vào ngày 25 tháng 11 Ờ uh, hôm nay là ngày mười uh, năm đúng không vậy chính xác là còn 10 ngày nữa chúng ta sẽ lại hốt quà thêm đây là những cái uh, có thể nói là Uh, các bạn uh, không có điều kiện để mà có thể uh, gọi là mua, uh, mua tướng không có điều kiện mua nhiều tướng thì đây là những cái uh, cơ hội rất là uh, tốt để chúng ta có thể uh, thu nhập thêm uh, nhiều những vị tướng mà uh, để cho cái uh, uh, cái cái bộ uh, tướng của mình khi mà vào đấu uh, hạng thì nó sẽ thêm phong phú Đấy. và mày thêm một chút nữa tại sao Tại phải tập chơi một con nào đấy đấy ngon ngoài ra khi làm nhiệm vụ đơn giản làm nhiệm vụ đơn giản đơn giản như đang dởn đúng không? Đơn giản thì nó quá là bình thường rồi. 100% nhận trang phục tùy chọn toàn server. Trong đó có Alice xứ sở thần tiên chưa từng ra mắt miễn phí 100%. Wow. Thở máy, thở máy, xứ sở thần tiên này, trang phục này như thế nào nhỉ? Ờ, mình cũng không hình dung ra được xứ sở thần tiên mình thấy như Chưa mà đúng không? Chưa từng ra mắt là sao mà thấy được? Khổ quá. Ờ, chỉ có tại uh, sự kiện là ngày 25 tháng 11 thì mình sẽ rõ nhá. Bây giờ thì mình cũng uh, chưa chưa biết rõ là à, đây có thu nhập mạnh này này. một uh, 100 phần trăm sự, sự kiện cực mạnh này Oh my god đấy là thu 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 thập mạnh đúng không? Uh, ok, uh, mình sẽ thử qua cái uh, cái này là miễn phí tướng và uh, trang phục uh, toàn server nha mọi người. Có nghĩa là mỗi người chắc là mỗi, mỗi mỗi tài khoản nhận được một tướng và một trang phục vĩnh viễn. Chắc là có lẽ mình đoán không làm mình giống như những cái sự kiện trước ấy. Có, họ sẽ có khoảng cỡ oh, 8 vị tướng gì đấy mình uh, chọn đại một trong vị tướng những mình thích vị tướng nào thì mình chọn. Mình nghĩ là như vậy. Trang phục thì chắc cũng vậy thôi. Mà trong cái đó trong khi đó uh, có cả trang phục Alice xứ sở thần tiên chưa từng ra mắt này thơm. Miễn phí 100% là thơm, thơm lừng như củ gừng ngay. Ok, uh, xem xe máy đi ha. Sau khi mà tướng xong rồi thì chắc chắn là ngày 25 tháng 11 là sẽ có tướng và trang phục miễn phí cho mọi người. Đấy, các bạn nhớ đăng nhập vào ngày 25 tháng 11 để mà nhận tướng và trang phục nha miễn phí hoàn toàn các bạn đừng có suy nghĩ về nước mỹ kiểu như là mất phí các bạn đừng có nghĩ rằng là ở liên quân làm gì mà cho trang phục miễn phí làm gì cho tướng miễn phí sai đó đây là những cái cơ hội rất là lớn để chúng ta có thể kiếm những cái vị tướng cũng như trang phục mà mình yêu thích mà mình không có đủ điều kiện để mà mình sắm sửa không có vàng cũng như là không có quân huy để mà mua ok đây là chiếc xe máy yamaha izf r 15 năm bật trong phân khúc cái gì đây Uh, 150 cc tại Việt Nam hiện nay ạ. À. Ngoài uh, kiểu dáng hầm hố miễn bàn, ông pô vuông vức cho âm thanh mạnh mẽ, phiên bản đặc biệt từ Liên Quân Mobile có mang cờ tổ quốc hướng đến đội tuyển Việt Nam. Wow, vậy là cái chiếc xe này là cái chiếc xe mà dành riêng cho uh, Liên Quân Mobile hả? Uh, kiểu như là dành dành riêng cho cái sự kiện này à. Ái chà chà, các nhà các nhà. Hmm, phiên bản đặc biệt của từ liên quân mobile đó 25 tháng 11 hốt cả biển quà đó cái này thì mình rõ lắm ok từ từ iPhone XS Max wow smartphone sang chảnh nhất hiện nay đồng thời cũng là thiết bị chơi liên quân mobile mượt nhất theo đánh giá của các game thủ chuyên nghiệp có giá trị lên tới 8 con số <laughs> Nhưng với bạn chỉ cần tham gia sự kiện của Liên Quân Mobile sẽ có cơ hội nhận hoàn toàn miễn phí kèm ốc lưng đặc biệt phiên bản đội tuyển Việt Nam giới hạn của Liên Quân. Rồi rồi, chỉ có tại sự kiện 25 tháng 11 hốt của biển Quà và có sự kiện uh, 10 triệu lời chúc, 10 triệu món quà và có sự kiện uh, ôi trỏ kỳ diệu. Trong ba cái sự kiện này sẽ có như mình sẽ có thể cơ hội nhận được uh, cái uh, iPhone XS uh, Max. Oh, ok. Tiếp theo là cái tài khoản phun ngọc à Wow 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 Bơi mỗi ngày Đủ ngọc hay Đây là cái sự kiện mà nhận tài khoản phun ngọc nha mọi người Cơ hội sở hữu toàn bộ ngọc trong cửa hàng Với giá trị lên tới hàng nghìn vàng Chỉ cần vào chơi chờ đợi may mắn Đấy chỉ cần vào chơi là chờ đợi may mắn Ngon Đấy các bạn chỉ cần vào chơi ngày 25 tháng 11 Chờ rồi rồi, chờ đợi may mắn Ai biết đâu được Chuyện gì sẽ xảy ra Khi mà có cái tài khoản phun Ngọc nó Đập vào mặt giời, Chắc em chết Ai cũng biết Ngọc đem lại một lợi thế rất lớn cho người chơi Một số còn khẳng định Phun Ngọc mới leo được ranh Vài người còn nói Ngọc quan trọng hơn tướng Ai đồng ý không Đồng ý Ngọc quan trọng hơn tướng Thật sự là như vậy luôn Nhiều tướng mà Ngọc không có Thì cũng chả ăn thua nhưng mà ít tướng mà ngọc phun thì có thể nói là lên ranh vẫn cứ là đều đều anh em ạ thật đó là uh, đồng ý là mình đồng ý về vấn đề này ngọc rất là quan trọng thật sự luôn ngọc rất quan trọng ngọc 90 sẽ quan trọng hơn rất là nhiều tại vì uh, ok cái vấn đề ngọc phun ngọc mình sẽ bơi mỗi ngày đủ ngọc ngay ngon tiếp theo là uh, tài khoản phun tướng ôi trời ơi lại còn có cái tài khoản phun tướng phun ngọc thế này nữa ôi trời canh nhở chỉ cần đăng nhập vào ngày 25 tháng 11 có cơ hội nhận tài khoản phun tưởng phun ngọc. Một tài khoản phun tưởng phun ngọc của Liên Quân Mobile chị giá bao nhiêu? Dịch khó nói, xong chắc chắn rằng cực giá trị, quá là giá trị luôn chứ. để đôi cái nick của mình nhé cái tài khoản cái nick ở liên quan của mình ấy, bây giờ chưa phun tưởng cơ ngọc thì cũng chưa phun được cơ đây vì thế nên các bạn đó là cực kỳ giá trị hợp lý ngoài việc tha hồ chọn lựa sở hữu một tài khoản phun tướng phun ngọc bạn sẽ trở thành mơ Uh, bạn sẽ trở thành ước mơ của rất nhiều game thủ liên quân chính xác luôn khó lắm phụ tướng quân ngọc khó cực kỳ luôn đây có cơ hội trong ngày 25 tháng 11 các bạn có thể uh, uh, chỉ cần đăng nhập vào là có cơ hội nhận gọi là ngon thơm 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 cái gì Sony Smart TV 50 inch à wow hồi nãy mình mình nói 5 inch mình nói, nói 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 bừa nói chơi vậy mà chính xác luôn trời oh my god trời ơi ngon ngay Thiết kế hiện đại tinh tế màn hình 4K cho hình ảnh chân thực và sắc nét đến từng chi tiết âm thanh sống động. Trời ơi có cái tivi này. Bạn nào có tivi này xem clip của mình thì chắc là ừ. đã lắm ha. Ê, hê, hê. Bắt gọn những pha hành động nhanh, luôn mượt mà và rõ nét. Giải trí xuyên biên giới lướt web online thả ga. Chỉ có tại sự kiện 25 tháng 11 hốt cả biển quà và ô trỏ kỳ diệu. Đó có hai sự kiện này sẽ nhận được cái uh, TV smart Sony này nha. Đó ngon ngay mình nghĩ lúc đầu mình nói năm inch, in mình nói bừa đấy, Thế béo vào đây cái chính lúc chính ra luôn trời ôi giờ tôi hay quá. và đây là cái chiếc xe đạp điện cái gì đấy, Gian à, đọc đi nào đó. kệ đi. Ờ, xe đạp điện ngày càng trở lên phổ biến trong cuộc sống ưu tiên về sự nhanh nhẹn nhanh nhẹn, an toàn, thân thiện với môi trường và không cần phải có bằng lái vẫn điều khiển được. xe đạp à, lái gì, xe đạp. <laughs> trong các dòng xe đạp điện xe đạp điện thế nào thì phải ghi xe đạp điện <laughs> đây mà cái đấy chị đạp không đạp vào mắt tôi luôn đi <laughs> gian được đánh giá cao nhất và kiểu dáng chất lượng xe tối đa mỗi xe 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 đa số phản hồi người dùng đọc sai nè hư nè Uh, ok, cái uh, um, chiếc xe đặc điện này cũng uh, sẽ xuất hiện vào uh, sự kiện 25 tháng 11 hốt của bình cà và ôi trò kỳ diệu nha mọi người Đấy, mọi người có thể thấy rằng, thấy không, rất là nhiều cái sự kiện Cũng như là rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ các bạn Đăng nhập vào ngày 25 tháng 11 Đấy, dù bạn gì đi nữa thì cố gắng đăng nhập vào ngày này Và chơi vài trận, ai biết được chuyện gì xảy ra Có khi lại thêm lừng như củ gừng luôn Và cuối cùng là bộ quà tặng giới hạn Bộ quà tặng giới hạn này thì... Uh, Sở hữu ngay nó gồm có một cặp áo à hai mũ bảo hiểm à và một uh, cái uh, thẻ Việt Nam vô <laughs> Sở hữu ngay bộ quà tặng giới hạn phiên bản sinh nhật Liên Quân thông qua chuỗi sự kiện trên trang chủ và fanpage uh, Garena Liên Quân Mobile. Đây là bộ quà tặng cực kỳ độc đáo, có 102 được thiết kế với hình ảnh uh, nhân vật chibi trong Liên Quân lấy từ cảm hứng của đội tuyển Việt Nam chỉ có tại sự kiện 10 triệu lời chúc 10 triệu món quà à, cái sự cái, cái cái cái, cái bộ quà tặng này nó sẽ làm vào cái sự kiện là 10 triệu lời chúc 10 triệu món quà nha mọi người đó 10 triệu lời chúc và 10 triệu món quà là cái sự kiện nào để, 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 để. đây 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 vào đây đây nhá à, Nhấp vào đây này 10 triệu lời chúc 10 triệu món quà này nó sẽ làm ở đây đó gửi lời chúc này tham gia vòng quay này chia sẻ lượt quay này à, đây các bạn có thể vào đây trong này và tìm hiểu thể lệ nhá thể lệ của nó đây này đó ok cái uh, sự kiện này nó dài quá nhỉ? Dài quá. Cái Vòng quay may mắn các kiện tướng có thể nhận được uh, tướng vĩnh viễn, trang phục vĩnh viễn, uh, thẻ đổi tên, mạnh tướng, mạnh trang phục ruby của iPhone X Max phiên bản đặc biệt. nữa Wow, nha gắt nha. Này cũng hot này. Này mình thấy cũng khá đơn giản. Các bạn có thể uh, vào đây tham khảo uh, và uh, uh, kiểu như là chia sẻ nhá chia sẻ để mà tham gia sự kiện này nhé ok đấy là cái sự kiện mà nó liên quan đến cái bộ quà tặng giới hạn <laughs> ok như vậy là mọi người có thể thấy rằng thì vào ngày 25 tháng 11 này thì liên quan mobile có cái sự kiện cực kỳ hot các bạn chỉ cần đăng nhập vào sẽ nhận được tướng và trang phục miễn phí đó là cái điều đầu tiên này còn những phần quà này thì các bạn có thể nói là hên xui có cơ hội nhận được thôi nhé còn chắc chắn thì chúng ta sẽ được tường vào vùng miễn viện phí ngân. <laughs> thì vời không bạn chơi. Ok. Mình thấy á cái sự kiện này cũng khá là ok. Um... con dê đấy, ngon lành cành đào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nhớ ấn đăng ký kênh và like để ủng hộ mình. Các bạn thấy sự kiện này thế nào? Có thể cho mình biết ở uh, comment ý kiến cá nhân của các bạn về cái sự kiện lần này ở dưới phần mô tả clip này giúp mình nha. Cảm ơn mọi người đã coi hết clip của mình. Bye bye. chào và gặp lại mọi người nha. Đấy, theo em... Hả? nhưng mà cái quan trọng ấy tướng ở trang phục miễn phí thì không thể nào mà bỏ qua được ý trời ơi thơm. bye bye mọi người